Sai lầm nguy hiểm khi ăn rau xanh có thể gây bệnh cho cả nhà. Xin chào quý vị. Rau xanh luôn được coi là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày của mỗi gia đình, mang lại nguồn vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào, giúp cải thiện sức khỏe và phòng chống nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, nếu không được lựa chọn và sử dụng một cách cẩn thận, rau xanh có thể trở thành nguồn gây bệnh không ngờ, thậm chí gây hại cho sức khỏe của cả gia đình. Sai lầm trong quá trình bảo quản, chuẩn bị và chế biến rau xanh không chỉ làm mất đi giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm khuẩn, nhiễm hóa chất và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những sai lầm nguy hiểm khi ăn rau xanh có thể gây bệnh cho cả gia đình và cách phòng tránh, nhằm đảm bảo an toàn và tối ưu hóa lợi ích sức khỏe từ những loại thực phẩm quý giá này. 1. Xào rau quá kỹ. Khi bạn xào nấu rau dưới ngọn lửa nhỏ, hơn nữa lại trong thời gian dài, các vitamin nhạy cảm có trong rau củ rất dễ bị phân hủy. Vì thế, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên thời gian xào nấu rau củ không nên kéo dài, tốt nhất nên đun dưới ngọn lửa lớn và không nên cho quá nhiều nước để giảm thiểu tổn thất vitamin. 2. Luộc rau quá nhừ. Khi luộc rau, bạn không nên để lửa nhỏ, vì như vậy, rau bị đun lâu dẫn đến vitamin C và B1 sẽ tiêu tan. Thay vào đó, khi luộc rau, bạn nên cho vào nước một chút muối để giữ màu xanh của rau, đun to lửa cho đến khi nước sôi sùng sục mới bỏ rau vào, đậy nắp kín. Đảo một lần nhanh rồi vớt rau ra, ăn khi còn tái vừa ngon vừa bổ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số loại rau củ như dưa chuột, cà chua, khi ăn sống thì sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn là khi nấu. Chỉ cần rửa sạch, bạn có thể ăn sống đối với những thực phẩm này. 3. Để rau đã nấu chín qua đêm. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, do hàm lượng nitrat trong các loại rau xanh khá nhiều, nếu nấu xong để quá lâu, vi khuẩn phân hủy, lượng nitrat sẽ lại tạo thành nitrit, chất gây ung thư. Cho dù là bạn có đun lại đi chăng nữa cũng không thể khử được. Vì vậy, không nên ăn rau đã để qua đêm. 4. Cho quá ít nước khi luộc rau. Chính thói quen tiết kiệm thời gian đun nước sôi, tiết kiệm thời gian của một số bà nội trợ, khiến món rau mất ngon và có phần sượng. Vì thế, khi luộc rau bạn nên cho thêm nước, đun lửa to để rau nhanh chín và tránh tình trạng rau bị đen. 5. Cắt rau trước khi rửa. Đây là thói quen cực kỳ xấu xí mà nhiều bà nội trợ mắc phải. Lý giải cho trường hợp này đó là vitamin tồn tại ở trong rau dưới dạng nước nên dễ bị hòa tan trong nước khi rửa. Việc cắt rau và rửa rau xong mà không nấu ngay cũng khiến cho lượng vitamin có trong rau thất thoát khá lớn qua quá trình bốc hơi nước. Vì vậy, không nên cắt rau trước khi rửa để đảm bảo chất lượng của rau. 6. Rửa rau không kỹ. Rất nhiều loại rau thông thường có thể chứa thuốc trừ sâu. Nếu bạn có xu hướng rửa rau qua loa hoặc hoàn toàn không rửa, rất có thể bạn đang ăn phải dư lượng hóa chất có thể gây đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Điều tồi tệ nhất là những hóa chất này không chỉ đến và đi. Chúng ẩn mình trong tế bào mỡ của chúng ta cho đến khi chúng ta ăn kiêng và bắt đầu giảm cân. Theo các nhà nghiên cứu, khi cân nặng bắt đầu giảm, các hóa chất thoát ra khỏi trạng thái ngủ đông và tấn công máu, làm chậm quá trình tiêu hao năng lượng và trao đổi chất. 7. Ăn rau không nấu chín. Có một số loại rau bản thân chúng đã vốn có độc và phải được nấu chín để tiêu diệt độc tố như đậu lăng, khoai tây và giá đỗ. Một số loại rau có thể ăn sống như củ cải, cà chua và dưa chuột. Tuy nhiên bạn vẫn nên nhớ rửa sạch rau trước khi ăn vì phần lớn rau quả trên thị trường đều được phun thuốc trừ sâu. Việc ngâm rửa rau sẽ loại trừ được khoảng 30% thuốc trừ sâu. 8. Ngâm rau dưới nước muối lâu. Ngâm rau trong nước muối loãng không diệt trừ được giun sán như nhiều người vẫn nghĩ, lượng hóa chất bám trên rau cũng không thể giảm đi, ngược lại còn có thể là mùi vị rau bị thay đổi. Ngâm rau sống quá lâu trên 10 phút có thể làm mất đi các chất dinh dưỡng vốn có của rau. Biện pháp tốt nhất là bạn cần nhặt sạch rồi rửa nhiều lần bằng nước sạch.
rửa trực tiếp từng lá dưới vòi nước chảy để loại trừ trứng giun sán, vi khuẩn gây bệnh và dư lượng hóa chất trừ sâu còn bám trên lá rau. Mặc dù rau xanh là một nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất xơ, được khuyến khích nằm trong chế độ ăn uống hàng ngày để duy trì sức khỏe, sự cân bằng và phòng chống bệnh tật. Thế nhưng, ăn quá nhiều rau xanh cũng có thể gây ra những tác hại bất ngờ cho cơ thể. Tiếp theo chúng ta sẽ khám phá mặt trái ít được biết đến của việc tiêu thụ quá mức rau xanh, từ những ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa, cân bằng dinh dưỡng, cho đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, nhằm giúp bạn lập ra một chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh. Gây trào ngược axit dạ dày. Thực tế, chất xơ là dưỡng chất giúp làm giảm trào ngược axit dạ dày. Tuy nhiên, khi ăn quá nhiều rau xanh, cung cấp dư thừa lượng chất xơ cần thiết thì lại làm phản tác dụng, do hàm lượng chất xơ dư thừa đã gây áp lực lên dạ dày dẫn đến trào ngược axit dạ dày. Gây đầy bụng, khó tiêu. Ăn quá nhiều chất xơ không chỉ gây ra hiện tượng khó tiêu mà còn làm giảm khả năng hấp thụ canxi và kẽm của cơ thể. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân xơ gan, ăn nhiều rau xanh có thể chảy máu dạ dày, làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Gây thiếu chất. Một bữa ăn quá nhiều rau và ít thịt, cá sẽ khiến cơ thể chúng ta mất cân bằng dinh dưỡng. Nếu ăn uống theo cách này lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ protein và axit béo. Gây sỏi thận. Do hầu hết các loại rau xanh đều có tính kiềm, chất này khi kết hợp với các thực phẩm nhiều canxi sẽ tạo ra sỏi trong cơ thể. Vì thế mà những người có bệnh thận mãn tính hay suy thận không nên ăn nhiều rau, đặc biệt là cải bó xôi, cần tây, cà chua. Gây táo bón. Đây là một sự thật, ăn quá nhiều chất xơ hòa tan sẽ gây ra bệnh táo bón. Chất xơ hòa tan sẽ tích tụ trong ruột, hấp thụ tất cả chất lỏng trong ruột dẫn đến tình trạng mất nước, thức ăn khó tiêu và gây táo bón nặng nề hơn. Chất xơ hòa tan có xu hướng làm chậm sự di chuyển của thực phẩm qua hệ tiêu hóa. Ngược lại, khi bạn ăn quá nhiều chất xơ không hòa tan sẽ đẩy nhanh tốc độ chuyển hóa ở ruột, cũng có thể dẫn đến tiêu chảy. Rau xanh nên ăn bao nhiêu là đủ? Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi ngày bạn nên tiêu thụ tối đa là 400 gram rau xanh. Nếu như bạn ăn ít hơn hoặc nhiều hơn lượng quy định trên thì đều không có lợi cho sức khỏe. Tốt nhất, bạn nên xây dựng cho mình một chế độ ăn sao cho hợp lý với đầy đủ các nhóm dinh dưỡng như carbohydrate, protein, vitamin, khoáng chất, chất béo và chất xơ để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, duy trì hoạt động để luôn khỏe mạnh. Tuyệt đối không vì áp dụng chế độ giảm cân mà chỉ bổ sung chất xơ, cắt hoàn toàn chất béo và tinh bột ra khỏi chế độ ăn uống. Đây được coi là phương pháp thiếu khoa học. Sau đây xin chia sẻ đến quý vị những rau củ không nên nấu chín bởi ăn sống tốt như thần dược. Mỗi thực phẩm đều mang giá trị dinh dưỡng riêng, loại nào cũng sở hữu những lợi ích khác nhau. Đặc biệt có một số loại thực phẩm chỉ nên ăn sống mới tốt, vì khi nấu chín sẽ phá hủy hầu hết các dưỡng chất bên trong. Đáng tiếc là nhiều người không biết, thường làm ngược lại. Dưa chuột. Loại thực phẩm này có chứa vitamin C, B và các chất khoáng rất cần thiết cho cơ thể. Vỏ dưa cũng giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Khi nấu chín thì dưa chuột sẽ giảm đáng kể các chất dinh dưỡng nói trên. Bạn nên ăn dưa chuột tươi thay vì nấu chín nhé. Thêm nữa, nhớ ngâm dưa với nước có pha muối trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bông cải xanh. Đây là loại thực vật chứa lượng lớn hợp chất chống oxy hóa sulforaphane, có tác dụng giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim, trầm cảm. Một nghiên cứu đã cho thấy, cơ thể con người sẽ hấp thụ chất này nhanh hơn khi ăn bông cải sống so với khi nấu chín. Các bạn có thể chế biến bông cải xanh thành nhiều cách khác nhau như xào, luộc hoặc trộn salad đều được, nhưng đừng nấu quá chín. Nếu không thể ăn sống thì hãy hấp lên, vì cách nấu này ít gây ảnh hưởng đến dưỡng chất bên trong bông cải. Ăn thường xuyên cũng giúp đẩy lùi lão hóa từ sâu bên trong. Ủ dền. Từ lâu,
Ủ dền đã được xem là loại thực vật giàu dinh dưỡng cho sức khỏe con người. Bên trong củ dền và lá của nó chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B6 và C. Đặc biệt chúng cũng giàu các khoáng chất như magie, canxi, đồng, phốt pho, natri giúp cải thiện các tình trạng bệnh tật. Có lẽ ai cũng nghĩ phải nấu chín mới ăn được củ dền, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Bạn nên ăn củ dền sống vì khi nấu chín, chất folate cùng các dưỡng chất khác sẽ bị triệt tiêu dưới nhiệt độ cao. Nếu không thể ăn sống thì hãy nấu vừa chín tới hoặc hấp sơ là tốt nhất. Các loại hạt. Hạt của những loại quả hạch như óc chó, hạnh nhân khi ăn sống sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Có thể bạn khoái mùi vị hạt rang, tuy nhiên hạt khi chế biến sẽ mất đi một số dưỡng chất rất đáng kể. Cụ thể là khi rang, các loại hạt này sẽ tăng cường chất béo và calo, trong khi sẽ bị giảm khoáng chất magie và sắt có trong hạt. Củ cải đường. Theo nghiên cứu, khi làm chín củ cải đường bằng nhiệt độ cao thì sẽ làm mất khoảng 25% lượng folate, một dưỡng chất rất cần thiết để tạo tế bào hồng cầu. Bạn nên sử dụng củ cải đường làm các món salad tươi để đảm bảo nguyên dạng các hợp chất có lợi cho não bộ. Rong biển. Rong biển giàu vitamin và khoáng chất có thể hòa tan trong nước để hấp thụ vào máu. Thực phẩm này còn là nguồn cung cấp sắt, canxi và iốt rất tốt. Nếu bạn không ngại mùi tanh thì có thể ăn rong biển tươi để tận dụng tối đa các khoáng chất có lợi nói trên. Tỏi. Tỏi có vị hăng, cay và dễ bám mùi trong miệng nên rất nhiều người ghét nó, hoặc nếu ăn thì cũng phải nấu thật chín. Tuy nhiên ít ai biết rằng trong tỏi chứa đặc tính chống tiểu cầu và ngừa bệnh tim mạch có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Nếu bị nấu quá lâu sẽ làm tác dụng này biến mất và không còn tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu chứng minh, luộc tỏi trong 20 phút sẽ làm ức chế hoàn toàn hoạt động kháng khuẩn, và nấu 1 phút trong lò vi sóng sẽ phá hủy 100% khả năng chống ung thư. Chính vì vậy hãy cố gắng ăn tỏi sống nhiều hơn để nâng cao thể trạng. Rau mầm. Rau mầm là loại rau rất giàu dưỡng chất. Rau mầm giúp cải thiện làn da cho bạn, đồng thời giúp cơ thể giảm cân. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng nhiệt khi chế biến món ăn từ nguyên liệu là rau mầm nếu muốn hấp thu hết dưỡng chất tốt của loại rau này vào cơ thể. Rau cần tây. Loại thực phẩm này rất giàu chất xơ, kali, vitamin B2, các dưỡng chất rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa mệt mỏi và loét miệng. Việc nấu chín cần tây sẽ làm bay hơi các chất dinh dưỡng nói trên. Bạn nên ăn sống hoặc làm gỏi, trộn salad cần tây để bảo toàn được các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Hành tây. Giống như tỏi, hành tây cũng bị mọi người ghét vì mùi hăng và cay khó ăn. Thế nhưng trong y học, loại củ gia vị này có tác dụng chống bệnh ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Khi ăn sống thì hành tây sẽ mang lại tối đa các lợi ích này, còn nấu quá chín thì ăn bao nhiêu cũng bằng thừa. Theo nghiên cứu cho thấy, nếu làm nóng hành tây bằng lò vi sóng thì những đặc tính chống ung thư, tốt cho tim mạch đều bị biến mất sau 30 phút. Chính vì vậy bạn hãy cố gắng ăn sống hành tây để tốt cho sức khỏe, nên trộn salad hoặc làm gỏi nộm để bớt mùi hăng. Ớt chuông đỏ. Một trái ớt chuông đỏ cỡ vừa cực kỳ giàu vitamin C, đáp ứng 150% nhu cầu bạn cần trong một ngày nhưng chỉ chứa 31 calo, rất phù hợp khi ăn kiêng. Tuy nhiên, nếu nấu ớt chuông đỏ với nhiệt độ cao thì sẽ phá hỏng lượng vitamin C dồi dào này. Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ cũng chứa nhiều chất oxy hóa và ngăn tế bào ung thư phát triển. Bạn nên ăn sống loại ớt này vì chúng không hề cay như ớt thường. Chăm ăn còn giúp phòng ngừa xơ giữa động mạch, bệnh tiểu đường lẫn bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Có thể thấy, kết hợp cả rau củ sống và nấu chín trong bữa ăn không chỉ giúp bạn hấp thụ đa dạng dưỡng chất mà còn làm phong phú thêm hương vị, mang lại trải nghiệm ẩm thực thú vị và bổ ích cho sức khỏe. Phần tiếp theo video hôm nay, mời quý vị theo dõi nội dung: khi bụng đói nên tránh xa những thực phẩm này kẻo tự phá nát dạ dày của mình. Thưa quý vị, khi đói, dạ dày trở nên nhạy cảm, do đó không phải loại thực phẩm nào cũng ăn được vì có rất nhiều thực phẩm có thể phá hoại dạ dày của bạn.
1. Táo tàu khô. Táo tàu khô có chứa nhiều pectin và axit tannic. Những chất này kết hợp với axit dạ dày sẽ gây kết tủa thành cục trong dạ dày. 2. Chuối. Chuối có rất giàu magie và các chất khác, nên nếu bạn ăn chuối trong tình trạng bụng đói sẽ gây ra sự gia tăng đột biến về số lượng magie trong máu, gây ra chứng magie máu, mất cân bằng canxi, từ đó làm ức chế tim mạch, không có lợi cho sức khỏe. Lâu dài có thể sinh ra những trạng thái nguy hiểm cho cơ thể của bạn. 3. Dứa. Dứa giàu enzym mạnh, ăn dứa lúc đói sẽ làm tổn thương dạ dày và giảm thành phần dinh dưỡng trong dứa. Bởi vậy, loại quả này tốt nhất nên ăn sau bữa ăn mới hấp thụ được tốt. 4. Khoai lang. Khoai lang không hề tốt đối với một cái bụng lép kẹp. Điều này là do khoai có thể làm tăng sản sinh axit trong dạ dày. Những người bị viêm sưng và đau dạ dày không nên ăn khoai, đặc biệt khi đói, nếu muốn tránh làm bệnh của mình thêm trầm trọng. 5. Cà chua. Cà chua là loại quả chứa rất nhiều pectin, một dạng keo tự nhiên trong trái cây, đồng thời có nhiều chất keo dạng bột thuộc thành phần có tính hòa tan. Ăn cà chua lúc đói bụng rất dễ sinh ra các phản ứng hóa học với axit, khiến cho áp lực dạ dày tăng lên, gây giãn nở dạ dày cấp tính, khiến bạn cảm thấy đầy hơi, đau bụng. 6. Tỏi. Tỏi là thực phẩm hữu dụng, đa năng. Nó có thể được sử dụng làm gia vị, thảo dược. Tuy nhiên, ăn tỏi khi đói lại phản tác dụng, gây tấy rác niêm mạc dạ dày và ruột, không tốt cho sức khỏe của chúng ta. 7. Đường. Đường là một loại thực phẩm dễ tiêu hóa, hấp thụ nhất. Khi đói bụng, nếu bạn ăn quá nhiều đường sẽ khiến lượng đường trong máu đột ngột tăng cao. Bởi trong thời gian ngắn cơ thể sẽ không thể tiết đủ insulin để duy trì mức độ bình thường của lượng đường trong máu, khiến đường huyết đột ngột tăng cao, dễ gây chứng mất ngủ. Hơn nữa, đường cũng là loại thực phẩm có tính axit. Ăn đường lúc đói còn làm phá giới sự cân bằng axit bazo và sự cân bằng của các loại vi sinh vật, không có lợi cho sức khỏe. 8. Nước lạnh. Khi bụng đói, tốt nhất bạn không nên uống nước lạnh vì việc này có thể dẫn tới những phản ứng tiêu hóa bất lợi. Hiện tượng kéo dài sẽ gây ra phản ứng enzym, làm nảy sinh bệnh về dạ dày ruột. Điều này đặc biệt nghiêm trọng đối với những phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt. 9. Cam, quýt. Hai loại quả này rất giàu vitamin C, các axit hữu cơ. Nếu ăn khi đói sẽ càng làm tăng lượng axit trong dạ dày và phản ứng với các dịch vị gây cảm giác khó chịu và nôn mửa. 10. Sữa. Sữa chứa lượng lớn protein. Tuy nhiên, nếu uống sữa khi dạ dày lép kẹp, các protein sẽ bị ép tham gia quá trình tiêu thụ nhiệt năng. Khi ấy, sữa sẽ không còn tác dụng bổ sung dinh dưỡng. Do đó, cách uống sữa đúng nhất trong lúc đói là kết hợp nó cùng đồ ăn nhẹ như bánh mì hay các loại thực phẩm có chứa bột. 11. Khoai tây. Khoai tây chứa nhiều axit no đơn và chất nhựa dính. Ăn khi đói sẽ gây cảm giác nóng ruột, rất khó chịu. Vì thế, đây là thực phẩm không nên ăn khi đói mà bạn cần chú ý. 12. Rượu. Một trong những thực phẩm không nên ăn khi đói chính là rượu. Uống rượu cồn khi đói, đặc biệt là các loại rượu cồn nặng, sẽ khiến bạn dễ bị ngộ độc cồn cấp tính, nôn mửa, đau dạ dày và thậm chí bị choáng. 13. Kẹo. Kẹo là một loại đồ ăn rất dễ được cơ thể hấp thụ. Khi ăn nhiều kẹo trong lúc đói bụng, lượng đường trong kẹo sẽ được nạp một cách nhanh chóng vào trong cơ thể mà không có sự điều tiết thích hợp. Điều này sẽ làm tăng cao lượng đường trong máu và dẫn đến bệnh tật. Đối với trẻ em, bạn cần đặc biệt chú trọng điều này hơn. Không để cho bé ăn kẹo trước bữa ăn cơm. Việc ăn kẹo trước bữa không chỉ khiến cho bé ngang bụng, ngang dạ no ngang, không hấp thụ được các loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn khiến cho cơ thể của bé dễ bị mắc bệnh. 14. Quả hồng. Quả hồng có tác dụng thu lại rất mạnh mẽ và khi gặp phải axit dạ dày trong lúc dạ dày trống rỗng thì dễ dàng kết hợp với axit dạ dày tạo thành những cục nhỏ khó hòa tan. Tuy nhiên,
Những cục này nếu bé có thể được thải ra theo đường phân, nhưng nếu là cục to thì sẽ thành đống thành sỏi, rất nguy hiểm. Để duy trì sức khỏe dạ dày và cải thiện quá trình tiêu hóa, hãy chú ý đến việc chọn lựa thực phẩm phù hợp và cân nhắc thời điểm tiêu thụ. Bằng cách lắng nghe cơ thể và áp dụng những kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, bạn có thể tránh được những rủi ro không đáng có và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Phần tiếp theo video hôm nay, mời quý vị theo dõi nội dung: sữa đậu nành được coi là thần dược tăng dòng mục nhưng uống nhiều lại gây tác dụng phụ không ngờ tới. Sữa đậu nành được xem là một thức uống rất bổ dưỡng và lành mạnh cho con người. Ngoài khả năng cung cấp canxi phòng ngừa loãng xương, sữa nói chung còn có tác dụng tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh về dạ dày và đường ruột. Trong 100ml sữa đậu nành có 58,3 kcal, 3,6g protein, 1,9g chất béo, 0,8g chất xơ và 0,03g natri. Bổ sung lượng protein cần thiết. Hầu như mọi người đều cho rằng nguồn protein mà cơ thể cần tập trung ở các loại thức ăn đến từ động vật như thịt bò, gà, hải sản. Tuy nhiên, thực vật cũng là nguồn protein dinh dưỡng, điển hình là đậu nành, giúp đảm bảo được lượng calo cần thiết cho cơ thể, tránh được sự dư thừa năng lượng trở thành tích lũy gây béo phì. Đây là lựa chọn tối ưu cho việc bổ sung đủ lượng protein cho những người thường xuyên ăn chay hoặc không ăn được món thịt hay cá. Ngoài ra, đậu nành còn cung cấp một số axit amin và enzyme giúp bổ sung và tăng cường hoạt động cho hệ tiêu hóa, giúp trái tim khỏe mạnh hơn. Trong thành phần của đậu nành có chứa nhiều omega 3 và omega 6 tham gia trực tiếp vào hệ tuần hoàn, giúp ngăn ngừa được các hiện tượng tích lũy cholesterol trên thành mạch máu, tắc nghẽn mạch máu hay các gốc tự do, hỗ trợ giảm cân và loại bỏ chất béo dư thừa. Đậu nành có hàm lượng protein lớn rất tốt cho cơ thể, cùng với lượng chất xơ dồi dào. Hơn nữa, lượng calo trong đậu nành lại không quá cao và không chứa cholesterol có hại. Ngoài ra, lượng chất xơ trong đậu nành còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, hạn chế các tình trạng rối loạn tiêu hóa, rất phù hợp với những người đang có nhu cầu giảm cân, đang ăn kiêng hoặc ăn chay, làm chậm quá trình lão hóa. Nguồn vitamin dồi dào trong sữa đậu nành cũng tham gia vào quá trình ngăn ngừa lão hóa, bổ sung độ ẩm cho da, ngăn ngừa các gốc tự do, giúp làn da được căng mịn và đàn hồi hơn. Đồng thời có thể cải thiện một số tình trạng ở tóc như giảm xơ rối, gốc tóc yếu và dễ gãy rụng, để tóc được mềm mượt và chắc khỏe hơn. Ngăn ngừa loãng xương. Sữa đậu nành và các sản phẩm được làm từ đậu nành khác còn có tác dụng hỗ trợ loãng xương ở người cao tuổi, cũng như ngăn ngừa nguy cơ loãng xương cho người trẻ, bởi loại thực phẩm này chứa một lượng canxi vô cùng hữu ích cho xương khớp. Đây cũng là một trong những nguồn bổ sung canxi cần thiết ngoài các thực phẩm như tôm, cua, giúp đa dạng hóa trong việc lựa chọn món ăn, đảm bảo cho người bị dị ứng hải sản hoặc ăn chay vẫn có thể bổ sung canxi mỗi ngày. Hỗ trợ cân bằng các nội tiết tố. Ở giai đoạn tiền mãn kinh, ở phụ nữ thường có các biểu hiện dễ rụng tóc, tóc xơ rối, da nhăn nheo, dễ cáu gắt, bốc quả, đổ mồ hôi, suy giảm trí nhớ, rất cần bổ sung thêm lượng estrogen cần thiết đang dần thiếu hụt. Lượng phytoestrogen có thể trở thành nguồn bổ sung estrogen cần thiết từ bên ngoài, hỗ trợ một phần trong việc cân bằng nội tiết tố nữ, giúp tăng dòng mục. Chất xơ có trong sữa đậu nành có tác dụng hạn chế hấp thụ một phần lượng đường trong máu, giúp cơ thể cân bằng và không bị thiếu hụt hormone insulin. Tác dụng phụ của sữa đậu nành: tăng nguy cơ đột quỵ. Isoflavones trong sữa đậu nành có thể gây ra ức chế tiểu cầu hoặc tiểu cầu bị gión cục, dẫn tới hình thành cục máu đông, làm ngăn ngừa dòng chảy của máu qua các động mạch và gây tắc nghẽn ở động mạch vành hay não. Kết quả là làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Suy tuyến giáp. Isoflavone trong sữa đậu nành có ảnh hưởng tiêu cực đến sự tổng hợp hormone tuyến giáp, do nó ngăn chặn các enzyme peroxidase tuyến giáp. Loại hormone này có nhiệm vụ hỗ trợ iốt sản xuất hormone tuyến giáp. Do đó, nếu thiếu nó sẽ làm cho hormone tuyến giáp giảm đi,
gây ra tình trạng suy tuyến giáp, không tốt cho người bệnh gút. Trong sữa đậu nành có chứa một hàm lượng purin, một thành phần có thể gây kích ứng niêm mạc của bạn, gây ra đau dữ dội, sưng và viêm, gây ra bệnh gút. Vì vậy, những người bị bệnh gút uống nhiều sữa đậu nành sẽ càng làm cho bệnh trầm trọng hơn. Khi sử dụng sữa đậu nành, lưu ý cần phải nấu sôi sữa đậu nành thật kỹ trước khi uống, vì chúng có chứa chất gây ức chế men chiết sinh, dễ gây ra các tình trạng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, khó thở. Cách tối ưu hiệu quả khi sử dụng đậu nành là ăn kèm với các món ăn khác, đặc biệt là các thực phẩm giàu tinh bột, vì quá trình hấp thu sữa đậu nành khá nhanh sẽ khiến cơ thể dễ đói hơn. Ăn kèm với tinh bột sẽ bổ sung năng lượng cần thiết cho các hoạt động trong ngày diễn ra tốt hơn. Không nên uống quá nhiều sữa đậu nành một lúc, tránh việc hấp thu các dưỡng chất hơn mức cần thiết, gây dư thừa. Không nên dùng chung sữa đậu nành với trứng, vì chít xin là tác nhân có thể giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai loại thực phẩm này. Sử dụng sữa ở dạng nóng hay lạnh đều tốt cho cơ thể, nhưng không nên bảo quản sữa trong phích kính trong thời gian quá lâu. Trong môi trường kính khí và nhiệt độ cao có thể sinh ra vi khuẩn không có lợi làm hỏng sữa, có thể gây đau bụng khi sử dụng. Một số trường hợp không nên sử dụng sữa đậu nành như người mắc chứng thường xuyên tiểu đêm nhiều lần, rối loạn tiêu hóa, suy giảm chức năng thận. Bản chất của đậu nành có tính hàn nên dễ gây ra các hiện tượng như tiêu chảy, chướng bụng, ợ hơi và ảnh hưởng trực tiếp nếu cơ thể đang gặp phải các tình trạng sức khỏe không tốt. 3 bài tập kéo dài tuổi thọ hàng đầu, toàn là môn thể thao nhiều người diệt chơi. Tập thể dục là toa thuốc phổ quát để cải thiện sức khỏe. Có rất nhiều loại hình tập thể dục, loại nào hiệu quả hơn trong việc kéo dài tuổi thọ? Xin chào quý vị. Một báo cáo khảo sát của tạp chí y khoa nổi tiếng The Lancet kéo dài 15 năm với sự tham gia của 80.000 người đã đưa ra câu trả lời. Các nhà nghiên cứu đã phân tích mối quan hệ giữa các loại bài tập khác nhau và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tìm ra 3 bài tập tiết kiệm chi phí nhất. 1. Các môn dùng vợt giảm 47% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Nghiên cứu chỉ ra rằng so với những người không tham gia hoạt động thể chất, những người tham gia các môn thể thao như bóng bàn, quần vợt và cầu lông có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch khoảng 56%. Nếu họ có thể đạt được mức tập thể dục khuyến nghị, chúng có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tới 47%. Các bộ môn dùng vợt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cụ thể: tăng cường sức mạnh cơ bắp và trì hoãn lão hóa. Các bộ môn này thường đòi hỏi sự huy động của nhiều nhóm cơ trong cơ thể, sức bền và sức bùng nổ. Chúng có thể giúp chúng ta cải thiện sức mạnh cơ xương, tăng cường chức năng tim phổi và làm chậm quá trình lão hóa sức mạnh cơ bắp. Cải thiện sự phối hợp của cơ thể. Khi chơi bóng cầu lông, bạn cần phán đoán nhanh và thực hiện phối hợp tay mắt bằng cách nhìn vào quả bóng cầu. Điều này có thể cải thiện khả năng nhạy cảm, phối hợp và phản ứng của một người. Bảo vệ mắt và sức khỏe não bộ. Chơi bóng cầu lông là một hình thức rèn luyện thị lực và trí não, có tác dụng khiến con người tập trung hơn, giữ cho não luôn ở trạng thái hoạt động, trì hoãn quá trình lão hóa của não. Quần vợt là những bài tập aerobic cường độ cao và nên tập từ 1 đến 2 giờ mỗi tuần. Trong khi đó, bóng bàn và cầu lông là môn thể dục nhịp điệu có cường độ vừa phải, người lớn nên tập thể dục 150 phút mỗi tuần. 2. Bơi lội giảm 28% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Nghiên cứu cho thấy bơi lội có thể làm giảm 28% nguy cơ tử vong nói chung và 41% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Điều này là bởi bơi lội giúp cải thiện chức năng hô hấp. Khi bơi, bạn sẽ hít thở sâu hơn, điều này giúp tăng cường độ đàn hồi của mô phổi và khả năng vận động của lồng ngực, có lợi cho việc cải thiện chức năng tim phổi và trì hoãn sự suy giảm chức năng của cơ quan hô hấp. Nó cũng giúp cải thiện lưu thông máu khắp cơ thể, tăng cường chức năng của hệ tim mạch và ngăn ngừa sự xuất hiện của xơ cứng động mạch và bệnh tim. Khi bơi, nước đặt ít trọng lượng lên khớp hơn,
Điều này có thể làm giảm ma sát ở khớp và cải thiện độ linh hoạt của khớp. Ngay cả những người bị viêm khớp cũng có thể chọn bơi lội để rèn luyện sức khỏe. Do đó, có thể nói bơi lội có lợi cho xương khớp. Bơi lội là bài tập aerobic cường độ trung bình, nên bơi khoảng 30 phút mỗi lần và bơi 3 đến 5 lần một tuần. 3. Tập thể dục nhịp điệu, giảm 27% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Nghiên cứu cho thấy thể dục trong nhà như thể dục nhịp điệu, Zumba và Yoga có thể giảm 27% nguy cơ tử vong nói chung và 36% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Do tập thể dục nhịp điệu giúp cải thiện sự mềm mại của cơ thể nhờ nhiều động tác, như trong Yoga, tập trung vào việc kéo giãn cơ thể từ từ, có thể cải thiện tính linh hoạt của dây chằng. Từ đó cải thiện tính linh hoạt và khả năng phối hợp của cơ thể, đặc biệt trong trường hợp chấn thương do tai nạn có thể tránh và giảm thiểu tổn thương cho cơ thể một cách hiệu quả. Nó cũng giúp bạn hạnh phúc nữa. Một nghiên cứu chỉ ra rằng những người tham gia các môn thể thao đồng đội, đặc biệt là các môn thể thao đòi hỏi sự hợp tác, múa đôi, Zumba, Hip Hop sẽ làm tăng hạnh phúc của con người. Khi cơ thể lắc lư theo điệu nhạc, nó cũng giúp não thư giãn, giúp cơ thể thu hoạch dopamine và giảm bớt lo lắng, căng thẳng. Tốt nhất nên tập thể dục nhịp điệu trong nhà từ 30 đến 60 phút mỗi ngày và thêm 150 phút rèn luyện sức mạnh và sức đề kháng mỗi tuần. Thưa quý vị, chúng ta không thể phủ nhận lợi ích to lớn mà việc duy trì một lối sống năng động mang lại cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Dù là bơi lội, đi bộ hay đạp xe, mỗi hoạt động đều có những lợi ích riêng biệt và quan trọng là phù hợp với nhiều lứa tuổi và năng lực thể chất. Điều quan trọng là chọn lựa một hoạt động bạn yêu thích, từ đó duy trì thói quen thể dục thể thao hàng ngày, giúp cải thiện sức khỏe và tăng cường tuổi thọ. Việc tham gia vào các hoạt động thể chất không chỉ giúp chúng ta giữ gìn sức khỏe mà còn cung cấp một cơ hội tuyệt vời để kết nối với cộng đồng, tạo dựng mối quan hệ và thúc đẩy tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn và căng thẳng, việc tìm thời gian để chăm sóc bản thân qua các hoạt động thể chất là điều hết sức quan trọng. Như vậy, không quan trọng bạn chọn môn thể thao nào, miễn là bạn duy trì được sự đều đặn và hứng thú với nó. Hãy nhớ rằng, mỗi bước chạy, mỗi vòng quay của bánh xe hay mỗi hơi thở dưới làn nước, tất cả đều đóng góp vào hành trình nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của bạn. Kết hợp việc này với một chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh, bạn sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho một cuộc sống trường thọ, hạnh phúc và tràn đầy sức sống. 5 mẹo quản lý chứng đau nửa đầu khi thời tiết đầu xuân thay đổi thất thường. Quý vị thân mến, thời tiết đầu xuân mưa lạnh thất thường kết hợp với sự gia tăng phấn hoa và chất lượng không khí giảm khiến cơn đau nửa đầu dễ bị kích hoạt hơn cả. Mặc dù những tác nhân gây đau nửa đầu vào mùa xuân ở mỗi người là khác nhau, nhưng nhìn chung, có khoảng 20% các cơn đau nửa đầu được xác định có liên quan tới sự thay đổi của thời tiết. Ngoài ra, vào mùa xuân, sự phát tán mạnh mẽ hơn của các loại phấn hoa và nấm mốc cũng dẫn tới dị ứng bao gồm các triệu chứng như hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mắt, ngứa mắt, mũi, họng và đau nửa đầu dễ bị kích hoạt hơn ở người bị dị ứng mùa xuân. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn quản lý chứng đau nửa đầu vào mùa xuân. Mặc dù không phải lúc nào cơn đau nửa đầu cũng có thể được ngăn chặn, nhưng bạn có thể cần lưu ý những điều này để giảm bớt. 1. Theo dõi sự thay đổi của thời tiết. Thời tiết là điều mà con người không thể kiểm soát được, nhưng nắm rõ sự thay đổi của thời tiết bằng việc theo dõi các bản tin dự báo. Quan sát môi trường sống sẽ giúp bạn dự phòng được yếu tố phổ biến kích hoạt cơn đau nửa đầu này. Nói cách khác, tất cả những tình huống thời tiết như gió lớn, mưa bão đều báo hiệu sự thay đổi của áp suất khí quyển và khiến cơn đau nửa đầu bùng phát. Phát hiện sớm những dấu hiệu ban đầu của cơn đau nửa đầu sẽ giúp bạn điều trị sớm trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. 2. Quản lý dị ứng. Nếu bạn bị dị ứng theo mùa, cụ thể là dị ứng mùa xuân, thì hãy hạn chế thời gian ở ngoài trời.
Việc hít cả tỷ hạt phấn qua trong không khí vào mũi và phổi có thể gây ra phản ứng dị ứng. Vì thế việc ở trong nhà đặc biệt hữu ích khi bạn bị dị ứng, đặc biệt là vào những ngày nhiều gió, sáng sớm, khi mà lượng phấn qua thường cao nhất. Nếu có việc phải ra ngoài trời, hãy luôn đeo kính, khẩu trang và thay quần áo, tắm gội ngay khi về nhà. Uống thuốc dị ứng. Thuốc kháng histamine giúp ngăn chặn các phản ứng dị ứng của cơ thể với tác dụng nhanh trong vòng chưa tới 1 giờ. Nhưng cần chú ý tới các tác dụng phụ của thuốc kháng histamine, đặc biệt nếu công việc của bạn cần phải thực sự tỉnh táo và tập trung. Với người bị dị ứng nặng hơn, thuốc xịt mũi cũng có thể là một gợi ý, nhưng đôi khi, thời gian để thuốc xịt mũi phát huy tác dụng sẽ chậm hơn. Ngoài ra, thuốc xịt mũi có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn như nóng rát mũi, khô mũi, chảy máu mũi nên cần dùng theo chỉ định của bác sĩ và không dùng liên tục trong thời gian dài. Uống nhiều nước, xông mũi bằng hơi nước ấm, rửa nước muối, chườm ấm hoặc chườm lạnh để giảm khó chịu xoang cũng có thể góp phần giảm nhẹ triệu chứng viêm mũi dị ứng tại nhà. Việc dự phòng sớm trước khi mùa dị ứng bắt đầu cũng là một giải pháp để ngăn chặn nhanh hơn các triệu chứng dị ứng xảy ra. Đừng quên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ bao gồm vệ sinh các thiết bị lọc không khí, hạn chế phơi quần áo ngoài trời khi thời tiết ấm hơn. Người bị dị ứng mùa xuân nên thăm khám bác sĩ nếu tình trạng dị ứng không được cải thiện, ảnh hưởng tới sinh hoạt, bị viêm mãn tính gây đau nửa đầu, khó thở, ho dai dẳng. 3. Vệ sinh giấc ngủ. Vào mùa xuân, ánh sáng ban ngày sẽ nhiều hơn, có nghĩa là mặt trời mọc sớm hơn và lặn muộn hơn. Điều này có thể khiến thói quen ngủ của bạn bị ảnh hưởng, chẳng hạn như thức khuya hơn một chút. Nhưng nhìn chung, bất cứ điều gì khiến bạn không thể ngủ đủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm đều có thể kích hoạt cơn đau nửa đầu. Những vấn đề về giấc ngủ này thường bao gồm ngưng thở khi ngủ, mất ngủ, hội chứng chân không yên, ngủ ngáy, hội chứng ngủ rũ. Chứng đau nửa đầu cũng có thể khiến bạn tỉnh giấc hoặc bạn có thể cảm thấy cơn đau xuất hiện ngay sau khi ra khỏi giường. Hơn một nửa số cơn đau nửa đầu xảy ra trong khoảng thời gian từ 4 đến 9 giờ sáng và điều này có thể là do chúng có liên quan đến giấc ngủ. Một trong những điều tốt nhất mà bạn nên rèn luyện thành thói quen để ngăn ngừa chứng đau nửa đầu vào mùa xuân hay bất kỳ mùa nào khác trong năm chính là duy trì việc ngủ và dậy đều đặn cùng một giờ mỗi ngày, bao gồm cả cuối tuần. Hãy đặt mục tiêu ngủ đủ 7 đến 8 giờ mỗi đêm với người trưởng thành và loại bỏ các thói quen xấu trước khi đi ngủ như ăn quá no, uống rượu hoặc caffeine, xem TV hoặc điện thoại ngay trước khi ngủ. Để có giấc ngủ ngon hơn và dễ vào giấc hơn, hãy giữ phòng đủ tối, đủ mát và đủ yên tĩnh. Với người bị đau nửa đầu thì các vấn đề về giấc ngủ đôi khi cần tới sự can thiệp của bác sĩ với các liệu pháp nhận thức, kỹ thuật thư giãn, thực phẩm bổ sung nếu cần hoặc thuốc kê đơn không kê đơn. 4. Thay đổi cường độ tập thể dục một cách từ từ. Vào mùa xuân, nhu cầu trở lại tập luyện của nhiều người có thể mạnh mẽ hơn so với các tháng mùa đông. Tuy nhiên, việc thay đổi cường độ tập luyện một cách đột ngột hoặc tập cường độ cao có thể gây ra cơn đau nửa đầu do mệt mỏi quá mức hoặc mất nước. Vì thế, ngay cả khi bạn nôn nóng tập luyện trở lại sau một mùa đông nghỉ ngơi thì bạn cũng chỉ nên bắt đầu tập chậm rãi nhẹ nhàng để không kích hoạt cơn đau nửa đầu. Hơn nữa, việc tập thể dục thường xuyên cũng góp phần ngăn ngừa đau nửa đầu hiệu quả. 5. Uống đủ nước. Mất nước là một nguyên nhân gây đau nửa đầu phổ biến nên điều quan trọng là bạn cần phải uống đủ nước cả ngày. Đặc biệt với người bị dị ứng mùa xuân, mất nước có thể khiến chất nhầy trong đường thở đặc hơn và khó chịu hơn. Bên cạnh đó, thời tiết mùa xuân không thể dự đoán trước được. Có thể sẽ có thời điểm nóng hoặc lạnh nên việc toát mồ hôi và mất nước nhiều hơn hoàn toàn có thể xảy ra nên duy trì uống đủ nước là hết sức quan trọng. Các loại nước tốt nên bổ sung là nước lọc, nước hoa quả, sữa và các sản phẩm thay thế sữa, trà nóng hoặc trà decaf đã loại bỏ hầu như hoàn toàn caffeine. Đồng thời thận trọng với các nguồn caffeine như cà phê hoặc trà bởi quá nhiều caffeine hoặc cai caffeine đột ngột đều có thể là nguyên nhân gây đau nửa đầu.
Nếu bạn đã quen với việc uống cà phê in mỗi ngày, điều quan trọng là bạn nên uống đều đặn. Nhìn chung, có thể thấy rằng việc nhận biết sớm các triệu chứng và áp dụng các phương pháp điều trị kịp thời là hết sức quan trọng để quản lý chứng đau nửa đầu mùa xuân. Hãy luôn lắng nghe cơ thể, thực hiện các bước điều chỉnh lối sống lành mạnh và không ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia y tế khi cần thiết. Tay chân lạnh có thể do thiếu vitamin và khoáng chất. Thưa quý vị, nếu cảm thấy lạnh hơn những người xung quanh hoặc thường xuyên bị tay chân lạnh, có thể bạn đang thiếu một số loại vitamin và khoáng chất. Cảm giác lạnh có thể là do thiếu hụt một số vitamin B hoặc sắt, dẫn đến thiếu máu, không có đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh trong cơ thể. Các tế bào hồng cầu mang oxy đến các mô và các tế bào khắp cơ thể cần lượng oxy này cho các quá trình trao đổi chất tạo ra nhiệt và duy trì nhiệt độ cơ thể. Sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất có thể khiến bạn dễ bị lạnh hơn những người khác. Tiếp theo video hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một số nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này. 1. Thiếu vitamin B12 có thể gây tay chân lạnh. Thiếu vitamin B12 có thể gây thiếu máu nguyên hồng cầu to, số lượng hồng cầu thấp và hồng cầu lớn hơn bình thường và liên quan đến nhạy cảm với cảm lạnh. Sự thiếu hụt cũng có thể tạo ra các triệu chứng khác như đau đầu, cảm thấy khó thở, chán ăn, khó tiêu, tim đập nhanh, cảm thấy thờ ơ, tiêu chảy, nhận thấy khó khăn trong việc ghi nhớ mọi thứ hoặc hiểu chúng, có vấn đề về miệng như đau lưỡi hoặc loét. Một số yếu tố có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu B12 như thiếu máu ác tính, chế độ ăn uống không cung cấp đủ. Những người đã phẫu thuật dạ dày hoặc có thể do dùng một số loại thuốc như PPI, thuốc ức chế bơm proton trị trào ngược axit dạ dày, metformin trị đái tháo đường. Nguồn vitamin B12 trong chế độ ăn uống bao gồm sữa, thịt và cá. Nếu bị thiếu hụt, bạn cũng có thể bổ sung B12 bằng đường uống hoặc tiêm theo chỉ định của bác sĩ. 2. Thiếu vitamin B9 khiến tay chân lạnh. Vitamin B9 ở dạng tự nhiên được gọi là folate. Sự thiếu hụt folate có thể khiến bạn cảm thấy nhạy cảm với cái lạnh. Folate cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Nếu không có đủ folate, bạn có thể bị thiếu máu hồng cầu khổng lồ. Bên cạnh cảm giác lạnh, các dấu hiệu bạn có thể bị thiếu vitamin B9 khi mắc bệnh thiếu máu hồng cầu khổng lồ bao gồm cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi, hụt hơi, nhịp tim không đều, khó tập trung, rụng tóc, da nhợt nhạt, vết loét phát triển trong miệng. Có nhiều nguyên nhân gây thiếu hụt folate như mang thai, cơ thể cần nhiều hơn bình thường, rối loạn sử dụng rượu, trải qua phẫu thuật đường ruột hoặc rối loạn tiêu hóa có thể cản trở sự hấp thụ folate và gây thiếu hụt. Nguồn folate tự nhiên bao gồm các loại rau lá xanh đậm, đậu phộng, đậu, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạt hướng dương, cá và gan. Folate và các vitamin B khác cũng được thêm vào nhiều sản phẩm thực phẩm hàng ngày, chẳng hạn như mì ống, bánh mì và ngũ cốc. 3. Thiếu sắt là nguyên nhân khiến tay chân lạnh. Thiếu sắt là khá phổ biến. Thiếu máu do thiếu sắt là tình trạng thiếu dinh dưỡng phổ biến nhất trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến 30% dân số. Khi bị thiếu máu do thiếu sắt, cơ thể không có đủ chất sắt để tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Sắt cần thiết để tạo ra huyết sắc tố, protein trong hồng cầu liên kết với oxy. Nếu bạn bị thiếu máu do thiếu sắt, bạn có thể không có triệu chứng. Tuy nhiên, ngoài tay chân lạnh, các triệu chứng thiếu sắt có thể bao gồm cảm thấy mệt, đau ngực, xanh xao, hụt hơi. Nguyên nhân gây thiếu máu do thiếu sắt có thể liên quan đến mất máu do chấn thương, kinh nguyệt nhiều hoặc chảy máu từ đường tiêu hóa. Ngoài ra, một số trường hợp gặp khó khăn trong việc hấp thụ sắt do các bệnh liên quan đến đường ruột hoặc hệ tiêu hóa. Đã trải qua phẫu thuật giảm cân, có tình trạng di truyền khiến ruột không thể hấp thụ sắt hoặc ngăn chặn tình trạng mất máu xảy ra một cách hiệu quả. Nguồn thực phẩm chứa sắt bao gồm thịt đỏ, cá hồi, đậu, trái cây sấy khô, trứng và các loại rau lá xanh đậm.
bánh mì và ngũ cốc có thể được bổ sung sắt. Bạn cũng có thể bổ sung sắt bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị, mặc dù thỉnh thoảng ai cũng có thể cảm thấy khó chịu khi trời lạnh, nhưng nếu cảm giác này kéo dài hoặc mức độ nhạy cảm của bạn quá mức giới lạnh, bạn nên đi khám để tìm ra nguyên nhân. Nếu do thiếu hụt vitamin và khoáng chất có thể bổ sung thích hợp. Nếu nguyên nhân lạnh do tình trạng khác như bệnh đái tháo đường, suy giáp, cần được giải quyết để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe liên quan. Tiếp theo chúng tôi sẽ gợi ý đến quý vị 7 loại protein nạc lành mạnh nhất bạn nên ăn thường xuyên. Protein nạc là nguồn thực phẩm với hàm lượng chất béo thấp, ít calo nhưng cung cấp lượng protein cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác, giúp phát triển cơ bắp và kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả. Không phải tất cả các protein đều được tạo ra như nhau. Thực phẩm giàu protein có nhiều chất béo bão hòa, natri và các thành phần nhân tạo khác như thịt nhiều chất béo hoặc thịt chế biến sẵn có thể gây hại nhiều hơn là có lợi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, viêm hệ thống, bệnh chuyển hóa và một số loại bệnh về tim mạch cũng như nguy cơ phát triển ung thư. Nếu bạn muốn nạp nhiều protein hơn mà không có calo, protein nạc lành mạnh có tỷ lệ protein cao và ít calo là những lựa chọn tốt nhất so với bất kỳ loại thực phẩm nào. Việc đưa protein nạc vào chế độ ăn uống của bạn là nền tảng của kế hoạch ăn uống tăng cường sức khỏe, đặc biệt nếu bạn đang muốn quản lý cân nặng một cách hiệu quả. Protein nạc là một loại protein có ít chất béo, ít calo. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì trong 28g protein nạc, chỉ có khoảng 2-3g chất béo. Protein nạc giúp hỗ trợ tái tạo và phục hồi mô cơ, tế bào, đặc biệt là tăng trưởng cơ bắp nên rất tốt với những người tập thể hình và những vận động viên thể thao hoặc những người muốn tăng cơ. Mặc dù không có định nghĩa chính thức của Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ, FDA, nhưng việc xác định protein nạc được các chuyên gia dinh dưỡng dựa theo 3 tiêu chí sau. Ít chất béo bão hòa. Một khẩu phần protein nạc cần có ít hơn 3g chất béo bão hòa. Kiểm soát lượng calo. Một loại protein lành mạnh sẽ không phá vỡ lượng calo của bạn. Một khẩu phần protein nạc khoảng 100g sẽ cung cấp không quá 150 calo. Không có thành phần đáng nghi ngờ. Protein nạc lành mạnh nhất là những protein có ít hoặc không có thành phần bổ sung. Sau đây là 7 loại thực phẩm là nguồn protein nạc lành mạnh. 1. Cá tuyết. Giá trị dinh dưỡng: trong 100g, 75 calo, ít hơn 5g chất béo, 16g protein. Cá tuyết là một trong những lựa chọn hải sản có hàm lượng protein cao nhất và ít calo nhất. Vì ít chất béo nên lượng calo trong cá tuyết được giữ ở mức thấp hơn đáng kể so với các loại cá béo như cá hồi, cá thu hoặc cá ngừ. Cá tuyết là nguồn cung cấp vitamin B12 tuyệt vời và là nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào, mang lại lợi ích cho tim mạch. Cá tuyết cũng cung cấp một lượng vừa phải axit béo omega-3 mang lại lợi ích cho sức khỏe tim, mắt và não. 2. Ức gà bỏ da là nguồn protein lành mạnh. Giá trị dinh dưỡng: trong 100g, 134 calo, 2,5 gram chất béo, 30 gram protein. Thịt gà là loại protein có nguồn gốc động vật phổ biến nhất. Ức gà không da là một nguồn protein nạc mẫu mực đã trở nên phổ biến vì lợi ích dinh dưỡng và tính linh hoạt của nó. Ức gà chứa rất ít chất béo, chỉ có 2,5 gram chất béo trong mỗi khẩu phần 100g và chỉ 1 giờ là chất béo bão hòa có hại. Với khoảng 10 gram protein mỗi ounce, tương đương 28,3 gram, một khẩu phần 100g chứa tới 30 gram protein chất lượng cao với tất cả các axit amin thiết yếu. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients báo cáo rằng một số nghiên cứu quan sát trên người cho thấy rằng thưởng thức ức gà thay cho các loại thịt đỏ có nhiều chất béo hơn có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2. 3. Phô mai cottage vì không béo. Giá trị dinh dưỡng: trong 100g, 104 calo, không chất béo, 15 gram protein.
Phô mai cottage vậy là một loại phô mai tươi chiết xuất từ sữa tiệt trùng hoặc sữa có hàm lượng chất béo cao, nhưng phô mai cottage giàu protein hơn các loại phô mai khác nhờ cách sản xuất đơn giản và không sử dụng phụ gia tạo độ cứng. Phô mai cottage không béo là sự lựa chọn tuyệt vời để bổ sung protein mà không cần bổ sung thêm chất béo hoặc calo vào chế độ ăn uống của bạn. Phô mai tươi rất giàu casein, một loại protein sữa tiêu hóa chậm. Phô mai tươi cottage có thể tăng cường cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn để giúp bạn thực hiện được quyết tâm ăn uống lành mạnh. Ăn phô mai sau khi tập luyện là thời điểm lý tưởng để giúp cơ bắp phục hồi và tái tạo lại cơ bắp. Hơn nữa, phô mai tươi cung cấp protein, canxi, đồng thời cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu như phốt pho, kali, canxi và vitamin B12. Theo nghiên cứu, phô mai và các thực phẩm từ sữa khác giúp xây dựng và duy trì xương của bạn, hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Ngoài ra, phô mai tươi còn cung cấp các chế phẩm sinh học có lợi hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa của bạn. 4. Lòng trắng trứng. Giá trị dinh dưỡng: trong 100g, 45 calo, nhỏ hơn 1g chất béo, 10g protein. Một nghiên cứu trên tạp chí Food đã báo cáo rằng protein trong trứng có điểm axit amin là 100, cho thấy đây là loại protein dễ hấp thụ nhất mà bạn có thể ăn. Các nghiên cứu cho thấy protein trong lòng trắng trứng giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, giảm cholesterol LDL có hại và giảm mỡ trong cơ thể. Lòng trắng trứng có tỷ lệ calo protein cao vì về cơ bản chúng không có chất béo. Một cách tuyệt vời để thưởng thức lòng trắng trứng là kết hợp chúng với một quả trứng nguyên quả, vì lòng đỏ là nơi chứa vitamin A, D, E và B, lutein, zeaxanthin và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác. 5. Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo. Giá trị dinh dưỡng: trong 100g, 92 calo, 0,5g chất béo, 16g protein. Nếu bạn muốn nâng cao tính chuyên nghiệp trong chế độ ăn kiêng của mình, sữa chua Hy Lạp không béo là thứ bắt buộc phải có. Loại sữa chua truyền thống của Hy Lạp này được lọc để loại bỏ dáng sữa dạng nước, tạo ra loại sữa chua béo hơn, đặc hơn với hàm lượng protein gấp đôi và ít đường hơn sữa chua được chế biến theo cách thông thường. Một khẩu phần 180g sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo chứa lượng protein gần bằng 3 quả trứng. Theo một nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Nutrition, sữa chua Hy Lạp cũng có thể giúp bạn tăng cơ và giảm mỡ trong cơ thể như một phần của chương trình rèn luyện sức mạnh. 6. Đậu phụ. Giá trị dinh dưỡng: trong 100g, 72 calo, 3,5g chất béo, 9,5g protein. Đối với protein từ thực vật, đậu phụ là một lựa chọn tuyệt vời vì nó chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu như thực phẩm protein từ động vật. Hơn nữa, đậu phụ rất giàu chất dinh dưỡng và cung cấp canxi, sắt, magie và vitamin B. Thực phẩm từ đậu nành có chứa isoflavone, được biết là giúp giảm viêm và chúng đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim, một số loại ung thư và đái tháo đường type 2. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên In Vivo cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm từ đậu nành giúp giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ trước và sau mãn kinh. 7. Đậu lăng nấu chín. Giá trị dinh dưỡng: trong 100g chứa 115 calo, không chất béo, 9g protein. Đậu lăng là một loại đậu đa năng và giàu chất dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng protein và chất dinh dưỡng ấn tượng, đồng thời chúng rất giàu polyphenol. Do lượng protein trong đậu lăng nên chúng giúp phát triển cơ bắp và duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Theo nghiên cứu trên tạp chí khoa học phân tử quốc tế, đậu lăng giàu polyphenol, những hợp chất thực vật có đặc tính làm giảm đường huyết, hỗ trợ trị đái tháo đường, phòng chống béo phì, ngăn ngừa tăng lipid máu, chống viêm và giảm nguy cơ ung thư. Đậu lăng cũng giàu chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và thúc đẩy cảm giác no, khiến chúng trở thành một thành phần có giá trị trong việc kiểm soát cân nặng. Đậu lăng cũng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, bao gồm sắt, folate và kali tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, nguồn protein từ trứng,
thịt bò, thịt gia cầm, cá và sữa thường được xem là nguồn protein tốt. Để làm cho các nguồn này trở nên hoàn thiện, nên kết hợp các nguồn thực vật để tạo nên thành phần axit amin, ví dụ một phần đậu và gạo.